rằng là lúc này với MU ấy, hòa Chelsea thời điểm này cũng là tốt, tức là đang một cái mạch không tốt như vậy. Vừa rồi thắng League Cup, bây giờ gặp Chelsea là đội bóng khá là gấu đấy, hòa cũng là không tệ và tôi dự đoán. Xin chào cả nhà, chúng ta lại gặp nhau và bây giờ là hướng đến cuối tuần này tại giải Ngoại hạng Anh. Trận đấu sớm nhất Newcastle gặp mà Arsenal, trận đấu rất được chú ý. Pháo thủ đã trải qua hai trận đấu không thắng ở giải quốc nội, thua 0-2 trước Bournemouth và vào đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh hòa 2-2 trước Liverpool, mặc dù hai lần dẫn trước. Arsenal dẫn 1-0 do cầu của Saka, Liverpool sang bằng tỷ số 1-1. Arsenal đưa tỷ số 2-1 một pha đá phạt của Rai và Mikel Merino dứt điểm, nhưng sau đó thì Liverpool lại phản đòn. Mỗi bên có một tình huống ăn bàn từ pha cố định và mỗi bên thì lại có một cái pha bóng mà tuyến dưới chuyền lên, hậu vệ chuyền lên chớp nhoáng để mà trước thời cơ, rất là hay. Arsenal tóm lại là hai trận đấu liên tiếp họ không thắng ở giải Ngoại hạng Anh. Lúc này Arsenal tụt lại, phần nào đó thất thế trong cuộc đua vô địch. Hàng thủ Arsenal hiện nay phong độ không tốt như lúc đầu mùa, cũng phải thôi, bởi vì họ bị xáo trộn, hàng loạt cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Mới nhất thì họ lại mất cả Gabriel nữa, thì tình hình này không biết là anh có đá được hay không. Rất có thể là trận đấu tới ở Newcastle, Arsenal mất nguyên cả hàng thủ đã thi đấu chính thức ở đầu mùa giải này. Họ đang phải gồng mình lên để mà bịt các cái lỗ giò hỏng phòng ngự. Arsenal từng có chuỗi 18 trận với số lần thủng lưới ít hơn là một bàn. Thế nhưng mà bây giờ thì người ta tính rằng là họ đã thủng lưới hơn một bàn ở 4 trên 5 trận đấu gần nhất. Ở bên phía Newcastle, họ vừa giành vé vào tứ kết của Cúp Liên đoàn, thắng Chelsea với tỷ số 2-0. Mặc dù vậy thì đấu trường quốc nội Newcastle thi đấu không tốt. Họ đã không thắng 5 trận đấu liên tiếp, chỉ giành được 2 trên 15 điểm tối đa và rơi xuống vị trí 12. Thứ 12 là vị trí rất là tệ của Newcastle lúc này. Đội bóng Eddie Howe thi đấu không ổn định. Năm nay thì không phải đá tại Cúp Châu Âu, nhưng mà rõ ràng là họ có cái gì đó bất ổn. Sau một mùa giải chơi tốt thì họ bị rơi dần. Đây là cái điều đáng tiếc. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út thì vẫn cố gắng đầu tư. Họ nói rằng họ muốn đầu tư một cách từ từ, chứ không theo cái kiểu là ồ ạt. Nhưng mà lúc này có thể phải xem lại đấy. Tôi cảm giác Newcastle đang bị rơi. Về trận đấu này thì tôi dự đoán Arsenal thắng, có thể là thắng với tỷ số 2-1 trên sân của Newcastle, sân St. James Park. Tiếp theo là trận đấu lúc 21 giờ thứ bảy, 22 tháng 7, từ tuần này bắt đầu mùa đông rồi. Liverpool gặp Brighton. Liverpool đang rất muốn chứng minh rằng là cái việc họ thua Nottingham 0-1 chỉ là một tai nạn thôi. Đến lúc này thì Liverpool thua trận đó là trận duy nhất ở mùa giải này. Arne Slot vẫn đang điều khiển đội bóng của mình, thi đấu phải nói là ấn tượng, rất là uyển chuyển nhưng mà đầy hiệu quả. Sau cái trận thua trước Nottingham, Liverpool đã thắng 12 trận, hòa 1 trận ở 13 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là thành tích ấn tượng của thầy trò Arne Slot. Liverpool chỉ có được 17 bàn thắng sau 9 trận đấu, nhưng mà họ lại sử dụng phòng ngự rất là tốt. Họ chỉ có thua có 5 bàn thôi sau 9 trận đấu gần nhất. Cái thành tích giữ giành, tức là cái thành tích phòng ngự này thì hơn cả Arsenal và Manchester City. Rõ ràng Liverpool là đội bóng mà đang hướng tới sự cân bằng. Có thể là khán đài của Anfield không rực lửa như trước, có lúc là khá trầm lắng, nhưng mà họ chơi một thứ bóng đá an toàn và rất hợp lý. Câu lạc bộ Brighton của huấn luyện viên Huseller, huấn luyện viên trẻ nhất của giải Ngoại hạng Anh, mới 30 tuổi thì cũng đã gây ấn tượng ở mùa giải này. Ngay cả khi thua chính Liverpool 2-3 ở League Cup gần đây thì Brighton cơ bản là cũng đã tạo ra những cái ấn tượng, và lúc này thì chim mỏng biển đang nung nấu hy vọng là có thể làm được gì đó, có thể khi tức là thua ở League Cup giữa tuần qua, nhưng mà trở lại với giải Ngoại hạng Anh thì họ đang rất muốn chứng tỏ một cái sức sống khác và cũng ấp ủ hy vọng là làm được cái điều gì đó giống như Nottingham đã từng làm. Cá nhân tôi cho rằng Liverpool tiếp tục một cái đà tốt và họ sẽ thắng với tỷ số 3-1 khi gặp Brighton của Huseller. Tiếp theo là cặp đấu Man City thi đấu với cả Bournemouth. Man Xanh vừa mới để thua Tottenham ở League Cup. Thực ra thì Man Xanh từ mùa trước họ đã buông rồi. Mùa trước Man Xanh cũng bị loại sớm ở League Cup và họ đã thua Newcastle, đội bóng của Pep, sau 4 năm liền ở vô địch League Cup, thì gần như là sân chơi này bây giờ họ không có xem trọng. Mùa trước bị loại sớm ở Newcastle, mùa này là Tottenham. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là sang đến giải Ngoại hạng Anh, trở lại với giải Ngoại hạng Anh thì họ sẽ rất là khác. Có một điều đáng lo với Man Xanh,
là họ vừa nhận thêm một ca chấn thương nữa của Savinho, anh phải nằm cáng rời sân trong trận đấu với Tottenham. Báo hất là đội bóng thường xuyên gặp bất lợi khi thi đấu với Man City dù là sân nhà sân khách. Người ta tính rằng 21 trận đấu gần đây giữa hai đội thì báo hất chưa thắng trận nào. Man xanh thắng 19 trận, hòa 2 trận. Trận này thì tôi cho rằng là Man City có thể thắng theo kiểu gần đây họ thắng rất là nhẹ nhàng, có thể là 2-0 thôi. Man xanh thì chúng ta biết rồi, họ là đội bóng thiện chiến và sau rất nhiều danh hiệu thì họ cũng không nhất thiết phải gây ồn ào trong tất cả vòng đấu. Họ sẽ có cách để mà giải quyết đối phương một cách từ từ. Trận này tôi đoán là thắng 2-0. Cuối cùng là cặp đấu Man United gặp Chelsea. Trận này thì tôi cho rằng là MU cũng là một cái thú vị. Huấn luyện viên Amorim chưa đến thì Van Nistelrooy vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền. Ban đầu người ta tưởng rằng Amorim đến cuối tuần này nhưng mà ông ấy vẫn muốn dẫn thêm shopping. Nếu không thì MU vẫn nhiều tiền và có thể là những ngày FIFA Day của tháng 11 thì Amorim mới đến với MU. Vẫn là Van Gaal nắm quyền ở trận đấu gặp Chelsea, trận đấu tại sân Old Trafford. Chelsea thì họ đang thi đấu nói chung là rất là vào form với Enzo Maresca. Ở một trận đấu mà người ta xem, tức là Van Nistelrooy thì đã có một cái duyên nhất định khi giúp MU thắng Leicester 5-2. Dẫu rằng là Leicester gần đây là yếu nhưng mà đấy cũng là một sự ghi nhận, bởi vì tính ra hơn 2 mùa giải của Ten Hag ấy, MU chưa bao giờ thắng đội bóng nào ở giải Ngoại Anh mà ghi được đến 5 bàn thắng. Thì tức là gặp các đội bóng Ngoại Anh ở bất cứ sân chơi nào thì không chỉ ghi được 5 bàn. Hôm vừa rồi thắng Leicester 5-2. Tôi nghĩ rằng là lúc này với MU ấy, hòa Chelsea thời điểm này cũng là tốt, tức là đang một cái mạch không tốt như vậy. Vừa rồi thắng League Cup, bây giờ gặp Chelsea là đội bóng khá là gấu đấy, hòa cũng là không tệ. Và tôi dự đoán trận đấu này kết thúc với tỷ số 2-2.